quý vị gần đây TikTok đã cho ra mắt một nền tảng mới mang tên Sao On. Nền tảng ra đời trong bối cảnh TikTok đang có sức ảnh hưởng ngay càng rộng lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một số bài hát lan truyền trên ứng dụng TikTok đã lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc thế giới Billboard. Với mục đích trao cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ chưa được biết đến, Sao On cho phép người dùng trực tiếp đăng tải bài hát lên TikTok và kiếm tiền bản quyền. Các nhà sáng tạo âm nhạc sẽ nhận được 100% tiền bản quyền trong năm đầu và 90% cho những năm sau. Ngoài thù lao cho những bài hát, các nghệ sĩ còn nhận được lợi ích khác từ nền tảng mới của TikTok, gồm thông tin người nghe, sự gia tăng người theo dõi và lời khuyên từ chuyên gia trong đội ngũ tìm kiếm và quản lý nghệ sĩ của Sound. Các nhà sáng tác nhạc cũng được hỗ trợ quảng bá tác phẩm bằng cách tiếp thị bài hát trên nền tảng TikTok. Người dùng còn có thể sử dụng SoundOn để đăng tải nhạc lên các nền tảng khác như là Apple Music và Spotify. Giám đốc âm nhạc toàn cầu của TikTok chia sẻ, các nghệ sĩ và người sáng tạo âm nhạc là một cộng đồng sôi động trong TikTok. SoundOn ra đời để hỗ trợ họ bước những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Chúng tôi với kiến thức chuyên môn và sức mạnh của TikTok sẽ hỗ trợ nghệ sĩ trong hành trình hướng đến sân khấu lớn với sự có mặt ở Anh, Mỹ, Brazil, Indonesia, sau on, hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu và ngày càng đa dạng và phát triển. Nền tảng mới này cho phép các nghệ sĩ tài nhạc của họ trực tiếp lên TikTok, cũng như dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc Resco của ByteDance. Tính đến tháng 9 năm 2021, TikTok đã có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Các nghệ sĩ cũng có thể chọn phân phối tác phẩm của họ thông qua nền tảng phát trực tuyến toàn cầu, bao gồm Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer và Tencent Holdings, Giorg. Phía công ty cho biết Star on sẽ trả cho các nghệ sĩ 100% tiền bản quyền trong năm đầu và 90% sau đó. Đồng thời, nền tảng cũng sẽ cung cấp các công cụ quảng cáo và hỗ trợ cho các nghệ sĩ, bao gồm thông tin chi tiết về khán giả cũng như lời khuyên chuyên môn từ các chuyên gia trong đội ngũ nghệ sĩ Staron và hỗ trợ quảng cáo từ TikTok. Theo trang web chính thức của Staron, các nhạc sĩ chỉ cần đăng ký với danh tính đã xác minh ký thỏa thuận cấp phép và tải nhạc của họ lên. Động thái này là bước gia nhập mới nhất của gã khổng lồ giải trí vào ngành công nghiệp âm nhạc. Vào năm 2020, Biden đã tung ra ứng dụng phát trực tiếp nhạc độc lập đầu tiên Resco tại các thị trường như là Indonesia, Ấn Độ, Brazil và nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Ở Brazil, Resco là ứng dụng âm nhạc được tải xuống nhiều nhất trên Google Play. Theo ứng dụng theo dõi thị trường Data AI, trước đây là Apple Annie, Đầu năm nay, Biden đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản tiếng Trung của Resco và được gọi là quy Yin Yue. Vào tháng 2, kỳ lân công nghệ Trung Quốc đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho phiên bản Android của ứng dụng, một động thái cho thấy nó sẽ sớm được cho ra mắt.